Loạt món ăn bá đạo từ đường phố Ấn Độ, nhìn thôi là hết muốn đói. Miau, miau, miau. Hả? Miau, miau. Điểm qua một chút là đã đoán ngay được chương trình rồi đúng không? Vâng, chính xác, đó là ẩm thực đường phố tiểu hành tinh Ấn Độ. Nếu các bạn đang nghĩ món ăn đường phố Việt Nam là đủ phê rồi thì hãy chờ xem, công nghệ nấu nướng bên Ấn còn khiến các bạn phải trầm trồ hơn nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua một loạt những món ăn độc dị từ hình dáng đến độ vệ sinh mà vẫn được người ta xì xụp hết mình. Sẵn sàng chưa nào? Đi thôi các bạn ơi! Trà sữa masala đường phố Ấn Độ. Khoan nào, dừng khoảng chừng là 2 giây. Bởi vì style bán hàng của anh chủ tiệm này quá ư là đỉnh đi. Với mái tóc màu đỏ khá là dài, lại còn lệch lệch chéo chéo, rồi hình như cũng xịt keo cứng ngắc, trông cũng rất gì và này nọ. Nói chung nhìn tổng thể, khả năng anh sẽ phải mất cả tiếng đồng hồ để lên đồ đeo phụ kiện các kiểu con đà điểu cho outfit này. Có người thậm chí còn nói anh khá là giống tài tử Johnny Depp thì các bạn biết rồi đấy. Mà không phải là mỗi một hôm, hôm nào cũng như hôm nào, anh luôn tôn trọng và yêu nghề, dù bán không biết một ngày anh bán được bao nhiêu cốc, có được lời lãi gì hay không, nhưng rất chăm chút bản thân. Quay trở lại với nội dung chính, lần này top 1 không đoán mò mà có tìm hiểu khá là kỹ và trên màn hình chính là món trà sữa masala đình đám cực slay made in Ấn Độ. Trông cũng không có gì là hết muốn đói, trái ngược, trông anh làm còn khá là điêu luyện và vệ sinh. Thế nhưng, khoan vội mừng vì nước anh dùng nấu trà sữa không phải nước lọc máy mà là lấy từ sông Hằng. Các bạn nhìn xem. Dù top 1 không thể tìm thấy tư liệu anh chạy ra sông Hằng lấy nước, nhưng nhiều bạn cũng chốt luôn. Bọn em còn lạ gì nữa? Nếu được mời cốc trà sữa này thì liệu các bạn có dám uống không? Thử comment xác nhận ngay nhé. Tiếp theo, món gì đó thì top 1 chưa biết, trông khá là giống món trứng, thêm vài ba cọng hành thơm bên cạnh. Nhưng vấn đề là... Hả? Cái gì đỏ đỏ thế kia? Nhiều giang cư mận đổ xô vào đoán già đoán non. Người bảo miếng vải đó có thể là chiếc khăn, có thể là dùng để lau bếp, lau mọi thứ chung quanh chỗ anh nấu nước. Có người lại nói đó thực sự là đồ lót của anh ấy. Chỉ là vợ anh đã mua cho anh một chiếc mới nên anh tận dụng nốt cái cũ. Nói chung, dù là đồ gì thì kết cục cho những ai ăn món này có lẽ sẽ phải ôm nhà vệ sinh full đêm. Ai bụng yếu hơn thì chắc phải nhập viện vài hôm. Không sao cả đâu, anh em cứ tham khảo nếu có dịp ghé Ấn Độ nhé. Hamburger kiểu Ấn. Hamburger, món ăn nghe rất Tây. Trên thực tế thì món ăn này đã có mặt ở hầu hết các quốc gia và mỗi nơi lại có những cách chế biến, thêm bớt nguyên liệu tùy theo khẩu vị và đặc trưng văn hóa mỗi nơi. Vậy hamburger Ấn Độ có gì khác so với số đông thế giới đây? Nghe đồn, ngoài cà ri thì hamburger đường phố cũng được ví như quốc hôn quốc túy và được hầu hết các khẩu vị người dân Ấn Độ yêu thích. Các bạn nhìn xem, quá trời khách luôn! Chỉ cần 5 cành là anh chị em mê ăn vặt đã có thể xì xụp khá no với món hamburger ở Ấn rồi. Các bạn thấy món ăn này sao nhỉ? Nếu không màng đến không gian bếp núc, cộng với nước da nâu đen của chủ quán và phụ bếp, rồi cả cái cảnh anh nhúng lát bánh mì vào chảo thì nhìn chung, món này khi ra đĩa trông cũng khá là bắt mắt. Còn đây, tôi một xin mạnh dạn đoán, khả năng cao món này cũng là hamburger. Thay vì xếp trồng rau củ thịt theo thứ tự đẹp mắt, dễ ăn thì các pháp sư Ấn Độ lại tống luôn 7-7-4-9 thứ vào cùng một lúc mà thứ gì trông cũng sệt sệt với nhiều nước. Bán hàng vì đam mê chứ lời lãi gì tầm này, nên là nước sốt có rơi vãi vài chút cũng không vấn đề. Nói chung, ngoài tốc độ làm bánh được đánh giá là nhanh hơn tốc độ ánh sáng thì khu vệ sinh bếp cũng được giang cơ mận chú ý. Có lẽ vì làm quá năng suất nên các nguyên liệu cũng theo đó mà rơi vãi tùm lum. Tí khách mà đi thì anh có thể tiện lau tay vào tạp rể, sau có khách mới thì lại cầm luôn bánh để làm, hết nước chấm. Nước ép rau củ siêu sạch siêu healthy. 500 anh em cuồng xem review đồ ăn đường phố Ấn Độ, cho top 1 chúng mình xin một cánh tay nhé.
Dù thời tiết khá là chill rồi, không còn oi bức nữa, nhưng Top 1 lại không thể không giới thiệu cho anh em một món nước vừa có công dụng giải khát, vừa healthy vì được làm hầu hết bằng các loại rau xanh. Bạn uống nước tôi pha, đảm bảo bạn không cần uống thuốc sổ. Một câu nói mà Top 1 chúng mình sân si được từ nhiều comment của các bạn người Ấn. Vâng, có lẽ anh đã quá quen với mấy câu độc lạ như này rồi, nên cứ nói vậy cho khách nó yên tâm sử dụng. Anh cho vào khá nhiều rau. Có vẻ nước này dùng để thải độc cho mấy chị em sơ hở đòi giảm cân mà vẫn phải mát ruột, giải nhiệt cơ thể. Không gian làm bếp trông cũng khá là đảm bảo. Nhìn hơi bầy nhầy một chút thôi, nhưng trông anh tâm huyết với công việc nên ai ai cũng háo hức xem thành phẩm ra sao. Các bạn nhìn xem, phải ngon như nào thì khách mới làm một hơi hết luôn như vậy. Dù rất tin tưởng anh chủ quán nhưng vì hơi nghẹt mũi nên anh áo đỏ quyết bịt mũi để uống. Thật sự rất tinh tế đúng không nào? Chưa hết, tiện lúc đang giới thiệu cái gì đó về nguyên liệu nha đam, anh còn tiện lau tay vào áo cho đỡ ướt. Rồi một lát, anh lại dùng tay làm cái nắp máy xay luôn. Chị em nào đang cần detox cơ thể thì quẹo lựa ngay, đảm bảo tác dụng. Kiểu gì cũng sụt mấy ký ầm ầm vì một ngày vào toilet không nhiều, khoảng chừng chục lần trở lên thôi. Những món ăn thân thiện nhờ Gia Huy. Vâng, Gia Huy mà Top 1 đang muốn nói đến chính là đây. Không những không phụ ông chủ quán được tí gì mà còn rủ nhau gặm hết nguyên liệu. Mặc dù vậy, vì là người Ấn, rất là tín ngưỡng và xem Gia Huy như là thần thánh, nên ông chủ quán cũng không lấy làm khó chịu gì mấy. Thậm chí ông còn quay ra nựng vuốt vài cái rồi mới tiếp tục công việc lăn bánh. Vừa đánh chén no say ở đằng kia, mấy em Gia Huy này lại nhảy sang đây tiếp tục hành trình lấp đầy chiếc dạ dày của mình. Dự là ăn xong có buồn đi vệ sinh thì cũng tiện, làm đôi ba cái trong chậu cũng không vấn đề gì hết. Các bạn thấy sao nhỉ? Top 1 thì vote 10 điểm thân thiện với môi trường, đặc biệt là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chắc chắn không có chất bảo quản thì Gia Huy mới thoải mái vào chơi rồi múc bang đồ ăn như vậy. Không thể phủ nhận, ăn bốc hay làm mấy cái món cứ nhúng tay vào của các pháp sư Ấn Độ cũng đủ khiến cho nhiều anh em sởn gai ốc hết muốn đói. Tuy nhiên, với người Ấn, chuyện này hết sức là bình thường. Họ xem bàn tay là một bộ phận thân thể rất quý giá, nên ăn bốc bằng tay hay dùng tay không nhúng hẳn vào đồ ăn hay nguyên liệu nước nấu theo cách hơi ố dề như này cũng không vấn đề gì. Chẳng hạn như màn thị phạm của vị pháp sư này. Nhìn vàng vàng thôi chứ mình đoán mãi cũng chưa ra món gì. Nhưng mà được cái cũng khá sạch sẽ, không cần dùng bao tay. Dù món gì cũng có thể dùng tay, bất kể tay có sạch hay mồ hôi nhễ nhại cỡ nào. Còn nếu không, tiện rửa tay như ông chú này luôn cũng được. Vừa bổ sung nước cho quá trình nấu nướng, vừa rửa tay luôn cho sạch. Nhìn sang món này đi, Top 1 thấy đúng kiểu. U là trời, em xin lỗi, lần này anh có thể giã chuối bằng tay không có được không? Thay vì dùng tay, ông anh này giã chuối luôn bằng chân không. Chân anh đã rửa hay chưa thì mình cũng không biết. Có ai dám ăn nếu nhìn thấy quá trình sơ chế độc lạ như này không nhỉ? Rồi đây nữa, món cocktail làm từ quả nho dẫm chân. Các cụ nhà mình vẫn hay bảo ăn bẩn sống lâu, nhưng mà đạt đến level này thì Top 1 chúng mình cũng xin đầu hàng. Món kẹo tròn sông Hằng. Vâng, một món ăn mà Top 1 chúng mình tự nghĩ ra tên, món kẹo tròn sông Hằng. Còn lý do vì sao mình đặt tên như vậy thì anh em cứ xem xong video này nhé. Mở màn là một phân đoạn trong quy trình xử lý nước thải. À không, là quy trình làm kẹo các bạn ạ. Còn đây, không phải là trộn vữa hay đào xi măng như thầy Lộc Phu Hô. Chính xác thì đây là món ăn nhẹ đường phố được cho là ngon bổ rẻ tại Ấn Độ. Và những gì mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình chính là quá trình hoạt động của một nhà máy bánh kẹo tại một làng nào đó ở Ấn Độ. Xin gợi ý cho các bạn rằng nếu có ai đang bị hạ đường huyết thì hãy nhanh tay mời họ một cục kẹo này. Nghẹt nỗi, ăn xong có phải đi vệ sinh luôn đấy. Còn đây chính là nhà máy của xưởng kẹo, trông khá tráng lệ, thể hiện được tinh thần nguyên bản rất là thiên nhiên, trời đất dung hòa. Hàng trăm cây mía được ép ra mỗi ngày, xả thẳng vào ống nhựa này và xả thẳng vào chiếc bồn trong nhà. Và nước mía trong bồn này sẽ được thoát vào hồ bơi bên cạnh qua kênh. Nói không phải mê tín chứ mấy bộ phận về kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, chắc thầm nghĩ người ta đang xử lý nước thải thôi. Tiếp theo, công đoạn gần cuối sau khi chậu nước kia đã sền sệt, anh thanh niên có vẻ đang dùng chiếc sảnh xúc giác để múc nước cốt ra. Trong khi một thanh niên khác thì cho cây mía vào chậu. Khuấy một thôi một hồi thì hỗn hợp đã sền sệt đặc quánh như thế này. Đúng là ẩm thực đường phố Ấn Độ chưa bao giờ làm chúng ta yên tâm.
Cuối cùng, nhà có ai đông đủ thì cùng tập trung lại, ngồi xổm xuống, nặn lấy nặn để và cho ra thành phẩm là những viên kẹo hết nước chấm như thế này đây. Bình thường, mình dùng tay nhào bột hay nấu nướng nó cũng không vấn đề gì, kể cả cái đoạn nặn kẹo này. Thế nhưng, nếu mà xem hết được cả quá trình thì mình không dám chắc còn ai dám bỏ vào mồm nữa không. Có ai xem xong video này còn đủ dũng cảm nếm thử thì top 1 chúng mình xin nể luôn à nha. Sữa chua kiểu Ấn. Nghe đến sữa chua hẳn là nhiều bạn đang xem video đều rất mê. Nhưng nếu làm sữa chua theo style Ấn Độ thế này thì mình không chắc. Thực ra đây là một cái tên mà top 1 chúng mình nghĩ hoài nghĩ mãi mới bịa ra thôi. Cơ bản là tại nó na ná mấy món sữa chua của Việt Nam mình. Anh em chắc cũng nghe nhiều về thói quen, tập tục ăn bốc hốt của người Ấn, nhưng làm cỡ này thì chắc phải lên level mới rồi. Tưởng chừng như mỗi thau mỗi chậu sẽ chỉ cần một vài cái muỗng cái thìa. Nhưng không, ở đây họ không làm thế khi có niềm tin tuyệt đối với câu bàn tay ta làm nên tất cả. Các pháp sư múc không trượt phát nào trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Quả là handmade toàn phần có khác, trông cũng sặc sỡ đẹp mắt đấy. Nhưng mà ăn có đau bụng hay không thì mình cũng không biết nữa. Món giải khát mùa hè phiên bản Ấn Độ. Món gì đây nữa? Nhìn xa cứ ngỡ là dưa muối đã bị vớt gần hết. Nhưng nhìn gần thì không, đây thực chất là hàng hoa quả. Và thùng nước vàng vàng thơm ngon kia cũng được làm từ hoa quả, bao gồm chanh leo và cái gì đó nữa thì mình cũng không rõ. Bên cạnh là một chiếc ca màu xanh dương, nhìn có vẻ còn bền nhưng không biết bao lâu rồi anh chưa vệ sinh. Và đây, thành phẩm là đây. Cho vào cốc thì cũng không đến nỗi tệ, nhưng cảm giác đau bụng online đột nhiên lại ập đến bất ngờ. Các bạn thấy sao nhỉ? Được mời một cốc nước hoa quả giải khát như này thì liệu các bạn có nỡ từ chối không? Rồi đây, trông giao diện nhìn chung cũng không đến nỗi, lại còn màu sắc nữa nên trông cũng không ải chỉa cho lắm. Nhưng mà nghẹt nỗi, hình như anh đang phiêu theo giai điệu tai nghe nên lấy nguyên liệu có phần hơi ố rể. Mình thì mình thấy anh này làm ăn hơi ẩu. Chắc là đi làm cho vui thôi vì lấy ra được một ký thì rơi mất nửa ký ra ngoài rồi. Cơ mà có khi còn đỡ hơn ông anh làm hamburger vừa nãy. Rất điệu nghệ, không một động tác thừa, nhưng 10 phần thì 8 phần rơi ra ngoài. Đấy là chưa nói đến cái giao diện bếp hơi bị sạch nữa. Các bạn thấy sao nhỉ? Tôi một thấy có vẻ anh chàng đẹp trai kia đang dùng móng chân sắc nhọn của mình để cắt thịt thay vì là dùng dao hoặc tay. Cảm tưởng như bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, dù sạch hay bẩn, cũng có thể được dùng để làm dụng cụ nấu nướng dọn dẹp được các bạn ạ. Xem đến đây thì có bạn nào còn cảm thấy đói bụng nữa không nhỉ? Rõ ràng, mỗi quốc gia đều có những văn hóa phong tục khác nhau. Dĩ nhiên, chúng ta cứ vô tư xem và có thể đánh giá tùy ý theo góc nhìn cá nhân. Dù vậy, chúng ta nên tôn trọng văn hóa của họ. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng chúng khá mất vệ sinh. Theo nghiên cứu của các chuyên gia nghiên cứu về vệ sinh an toàn thực phẩm toàn cầu, ngộ độc thực phẩm là vấn đề nan giải ở Ấn Độ. Lấy ví dụ như vào năm 2017, việc mất vệ sinh trong ăn uống chính là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây ra các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm tại quốc gia tỷ dân này. Theo một dữ liệu khác, vào năm 2008, có tới 50 đợt bùng phát dịch bệnh. Nhưng đến năm 2017, con số đó đã tăng lên 242 đợt dịch bùng phát do mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ ăn uống cho đến vệ sinh, rửa ráy. Các bạn nhìn xem, đúng là có rửa thật nhưng cũng không đáng kể cho lắm. Quả là thế giới ẩm thực luôn có những thứ không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là ở tiểu hành tinh Ấn Độ này, mọi thứ đều giống như một cuộc phiêu lưu không có hồi kết. Độc lạ, bá đạo và đôi khi phải gọi là không dành cho người yếu tim. Và video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với top 1 chúng mình trong ít phút ngắn ngủi ngày hôm nay. Và nếu như yêu thích chủ đề này, đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách rất đơn giản. Đó là like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!